Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip thì tôi xin có một chút đôi lời nói về cái drama của Vũ Quốc Trung, admin của cái nhóm Auto Chat VN. Drama thì hôm qua tôi đã có trình bày với anh em rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay thì tôi xin tóm tắt lại một chút. Drama nó là như nào thì là nó là như này. Có hai người, trong một trong hai người đấy là có quen tôi. Đấy, là hai người đó có nhờ admin của AutoChat VN lạp tiền vào trong game AutoChat. Cái thằng em tôi ấy, thì nó nhờ cái ạc của thằng em tôi, tôi nói luôn là kinh gạo, nó có nhờ là lạp vào là 60.000 dollar. Đấy. Sau khi lạp thì là cái tài khoản của thằng em tôi nó bị ban. Và ban ở đây là ban 15 anh em nhá. Cái lý do thì nhà phát hành nó cũng nói rõ rồi, là có dấu hiệu là không minh bạch trong cái việc là sử dụng thanh toán. Đấy. Thì thằng em tôi ấy, nó bị là cách đây một tuần cơ, chứ còn không phải là mới bị đâu. Nhưng mà không nói, cái đợt đấy là không nói. Bởi vì làm sao? Bởi vì là chưa rõ là có phải là do là cái ông lạp không. Anh em phải hiểu là cái vấn đề là như thế. Tức là nếu mà một mình bị ấy, thì mình cũng chưa chắc, kiểu như là nó cũng rất là lành thôi, nó rất hiền lắm. Thế là nó cũng chỉ là hỏi thôi, nó chỉ hỏi vì làm sao mà cái ạc đấy nó lại bị như thế, liệu rằng có phải là do lạp tiền của anh không. Tức là nó rất là gọi là vẫn chưa tin vào cái việc là do là lạp tiền ấy. Cho đến cái ngày mà ông Khoa ông ấy đăng lên đấy, có một cái người thứ hai bị dính trưởng là sau khi lạp ấy là coi như là ăn đòn luôn là ban 15, thì là nó giống hệt cái lỗi đấy. Và sau khi mà check những cái mail ấy thì cái nội dung nó y hệt như thế luôn. Tức là sao? Tức là ngay sau khi lạp tiền, sau chỉ khoảng 2 phút thôi thì nó bị cái vấn đề đấy. Thì đúng rồi, thế là có thể kết luận được là do là cái ông Trung này, ông ấy lạp lậu vào và sau đó là ông ấy bị ban. Đấy, thì cái sự việc này ấy, nó chỉ tạo thành drama khi mà ông Trung là ông ấy từ chối bảo hành cho những cái người mà bị ban account thôi. Đấy, chính vì thế nên là sau khi mà tôi nghe câu chuyện của em tôi nghe câu chuyện của ông Khoa, thì tôi quyết định là lên một cái bài. Đây nó không hẳn là một cái bài bóc phốt, mà đây nó là một cái bài cảnh báo cho cộng đồng. Là nếu mà có lạp ấy thì phải lạp là cẩn thận nhá. Không lạp qua trung gian và hãy tự lạp. Đó, nó chỉ là một cái bài cảnh báo. Và thậm chí tôi có nhấn mạnh là ở trong video trước ấy, là cái việc kết luận lừa đảo hay không, đấy thì tôi cũng nói rõ rồi. Anh em có thể xem cái video trước. Đấy, cái đấy là tôi không hề kết luận nhá, mà tôi chỉ có đưa ra cảnh báo cho anh em. Có anh em chào tôi kìa. Rồi, từ từ đã nha. Trả lời cái đã. Anh Ba Báo à, xin chào nhá. Tôi xin có một cái mà tôi cần phải nhấn mạnh cho anh em là cái việc lừa đảo hay không ấy thì chúng ta còn phải xem cái hồi sau. Đấy. Tức là thế này, cho tới cái thời điểm hiện tại ấy, khi mà tôi ra video clip này thì Vũ Quốc Trung đã liên lạc với cả những cái người mà mất ạc rồi. Đấy, trước đấy là không nhá. Cái trước khi mà tôi lên cái clip ấy là không hề có đả động gì đến cái việc là bảo hành cả. Đấy, chỉ cái ngày hôm sau, sau khi mà tôi lên cái video ấy, thì Vũ Quốc Trung đã liên lạc đấy, với cả hai cái người mà bị ban cao ấy, ban ạc ấy, thì cũng đã liên lạc rồi và cũng đã tìm cái cách để khắc phục bằng cái việc là hoàn tiền. Đấy, nhưng mà cho tới cái thời điểm mà tôi úi rồi, phát cứng 25 à. Cảm ơn bạn nhá. Cho tới cái thời điểm ấy mà tôi thực hiện cái video clip này thì hai cái người mà bị ban cao ấy là chưa có nhận được cái đồng tiền nào anh em nhá, chưa được hoàn tiền đâu. Đấy, nên là tôi sẽ để một vài clip nữa để xem là cái việc mà buôn bán cái nạp tiền ấy ở trong game của cái bạn Vũ Quốc Trung đấy liệu rằng có thật sự là uy tín không, bằng cái việc là hoàn tiền, có hoàn tiền không, có bảo hành cho cái người lạp không. Đấy, thì hồi sau mới rõ được anh em nhá. Nên là chúng ta sẽ phải chờ đợi một thời gian. Đấy, tất cả là phụ thuộc vào Vũ Quốc Trung thôi. Vũ Quốc Trung mà uy tín, thực hiện các cái nghĩa vụ bảo hành thì tôi cũng sẽ lên kênh và tôi sẽ thông báo lại với anh em. Đấy là cái mức độ uy tín của Vũ Quốc Trung là như thế nào.
anh em nhá. Đấy, tất cả đều phụ thuộc vào vũ khí chung thôi. Đấy, còn cái việc mà anh em có thể là sau cái đợt này anh em cũng sẽ có một vài người sẽ có những cái suy nghĩ lại về cái việc lạp ở ngoài. Tôi phải nói thật với anh em là như thế, kể cả là đấy không phải là một cái sự lừa đảo thì anh em cũng rất cần là phải cẩn thận. Bởi vì làm sao, người ta có bảo hành được ý, người ta cũng không thể bảo hành được cái ạc của anh em bị ban đâu. Tôi nói thật với anh em là như thế. Đấy, người ta chỉ bảo hành được là người ta hoàn tiền lại cho anh em cái số tiền mà anh em dùng để anh em mua các cái đồ như là đô lớt ấy. Đấy, thì anh em lạp bao nhiêu thì người ta trả bấy nhiêu thôi. Thậm chí là còn trả không được 100%. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Đấy, còn nếu mà kể, giả sử như kể cả là có trả được 100% ấy, thì cũng chỉ trả được cái số tiền mà anh em lạp thôi. Chứ còn không bao giờ người ta trả cho anh em cái ạc của anh em. Mà tôi nhấn mạnh một lần nữa nha, là cái ạc của anh em mới là cái thứ giá trị. Đấy, như là cái ạc của thằng em tôi ấy, nó có giá trị là lên tới hơn 100 triệu. Đây là không phải nói điêu đâu, mà tôi nói là cái sự thật đấy. Đấy, tí nữa tôi bảo nó vào nó comment luôn ở dưới video clip này cho anh em xem. Một cái ạc mà nó có cực kỳ giá trị luôn. Và tôi đã cầm cái ạc đấy để tôi chơi rồi, nên tôi biết cái giá trị của nó. Đấy, tôi đã cầm cái ạc đấy và tôi chơi rất nhiều ở trong các cái giải đấu. Nhưng mà tôi thì tôi dùng cái ạc là tên của em tôi, nó kinh gạo thôi. Chứ còn tôi không có sử dụng cái ạc là tuần cơm mà tôi chơi giải, nên là anh em không biết. Nhưng mà cái ạc đấy là tôi đã từng cầm và nó có rất nhiều skin đẹp và limit, rất nhiều skin đắt. Đấy, và anh em thử nghĩ xem, một cái ạc như thế mà nó bị ban và ban 15 và không có cơ hội lấy lại thì anh em có tiếc không? Cực kỳ tiếc luôn, rất là tốn tiền và thậm chí là rất là tốn cái công sức để mà sưu tầm. Rất là tâm huyết đấy anh em ạ. Tôi biết cái điều đấy. Trước đây nhá, là em tôi là định là tặng tôi cái ạc đấy để tôi có thể làm video clip bằng cái việc là sử dụng một cái ạc nó rất nhiều cái skin đẹp. Đấy, nhưng mà tôi không nhận bởi vì là tôi biết cái giá trị của nó rất lớn. Nên tôi không lấy cái ạc đấy để tôi làm video clip, và tôi cũng nói luôn là tôi cũng không hay sử dụng skin ở trong những cái video clip của tôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là làm video clip ấy mà có skin ấy nó rất khó nhìn. Thứ nhất là chính bản thân tôi không quen. Tôi không quen cái sử dụng skin. Đấy, cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là người ta xem ấy, người ta sẽ không biết là con gì với con gì. Nó rất khó nhìn, nó rất là khó cho cái người mới chơi. Đấy, chỉ có những cái người chơi lâu năm và những cái người sở hữu những cái skin đấy thì người ta mới hiểu được đấy là con gì thôi. Đấy, thế nên là tôi ra clip là tôi cũng không có sử dụng những cái skin, nên là tôi cũng không nhận của em nó. Thôi, tôi chỉ cảnh báo với anh em ở đây thôi. Đấy, anh em nào mà có ý định lạp thì anh em cứ lạp thôi. Đấy, còn anh em nào mà có thể là anh em tin tôi, anh em cẩn thận hơn thì anh em đừng có lạp. Đó, anh em đừng có lạp qua trung gian mà anh em hãy tự lạp đi. Cái việc tự lạp nó rất là dễ dàng, nó chỉ đắt hơn so với cái việc lạp trung gian thôi, nhưng mà nó được đảm bảo an toàn về cái mặt bảo hành anh em nhé. Trận này cái thằng Hunter chơi cùng live up của tôi ấy, nó khá là xanh đấy, khá xanh, đang có chuỗi cộng 6 rồi. Cái round vừa rồi tôi biết là tôi không ăn được nên tôi không up lên cái cấp anh em ạ. Tôi không up lên cấp 6 bởi tôi biết không ăn được, đội hình yếu hơn. Đội hình này ấy, nó phải có một cái con nào đấy 2 sao cơ, thì nó có một cái phần trăm là có thể ăn được ấy, thì lúc đấy chúng ta mới up cấp. Còn hiện tại thì tôi nghĩ là chúng ta đánh theo cái kiểu giữ tiền anh em ạ. Đánh giữ tiền thôi. Cái việc mà chúng ta quyết định làm một cái gì đấy, tiến hay lùi, nó rất là quan trọng ở trong mỗi cái game đấu. Con game này thì anh em có thể thấy là chúng ta có máy bay và có tên Tsunami. Chính vì thế tôi đi theo con đường Hunter làm cái con đường mạnh nhất, nếu mà chúng ta có thể lên được level 10 và kiếm được con máy bay. Đó. Tuy nhiên là đấy, anh em thấy là trong cái trận đấu này chúng ta không hề ra nhiều Hunter đâu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nó sẽ ra nhiều Hunter cho tôi bằng cái việc là ra con súng sớm này. Ra con súng sớm, ra con hai con skull hunter. Thì đấy thì cũng có một chút gì đấy là nó hơi lừa đấy. Đấy anh em ạ. Cái round này chắc là tôi sẽ không mua. Chúng ta sẽ tích tiền anh em nhá. Kể cả cái con này nó có lên 2 sao thì nó cũng không có cái tác dụng gì nhiều đâu. Bởi vì sau round 12 ấy, chúng ta sẽ phải là gì? 6 Hunter kẹp đỏ. Đấy, nếu mà bây giờ mà ra 6 Hunter kẹp đỏ thì chơi được. Còn nếu không ấy, thì không làm gì hết anh em nhá. Đấy.
Cái tầm này không làm gì hết, không ăn được đâu. Đối thủ đang rất xanh với một cái con Wing Ranger 2 sao. Có gặp thì vẫn thua thôi. Bây giờ có dí hẳn lên level 7 ấy, thì cũng không có cái cách nào để có thể ăn được. Nên là thôi, từ tốn thôi anh em ạ. Cái quan trọng là gì này? Cái quan trọng là chúng ta bây giờ chúng ta giữ được máu. Đấy. Cái mà quan trọng nhất bây giờ chúng ta mỗi round ấy, chúng ta vừa giữ được tiền vừa giữ được máu. Mỗi round mất một chút xíu thôi. Bảy máu mỗi round không phải là một cái con số nó tồi tệ đâu. Ok, vẫn thiếu một con nha anh em nhá, thiếu con rồng, thiếu con rồng. Rồng 3 tiền. Ở đây có Dominator có lên lấy không nhỉ? Bởi vì cũng chưa chắc là đã là Hunter đâu, có khi là chúng ta chuyển sang chúng ta chơi của Gator cũng lên. Trên này có Witcher nhá. Có Witcher nhưng mà có cả Clay, có cả Hunter. Hunter thì có hai người chơi đâu. Nhưng mà cái thằng kia nó xanh quá, nó ra được cái con Wing Ranger. Ra là con Wing Ranger. Hiện tại là cũng đang có hai người có chuối nhưng mà tôi không có khả năng là cắt chuối của bất cứ một người nào cả. Một người là đang chơi là Clay rồi thì chịu rồi. Đây gặp luôn này. Đấy, và tôi cũng phải khẳng định với anh em luôn là có gặp thì cũng không ăn được. Bởi vì lên level 8 rồi, tới 6 Clay lên level 8 rồi anh em ạ. Đấy, nên bây giờ có dí lên 7 thì cũng thế thôi, không thể ăn được. Chính vì thế là chúng ta sẽ phải nhịn, nhịn một chút anh em ạ. Chơi cái này là nó phải lúc cương lúc nhu và nó quan trọng lắm. Lúc nào mà cần phải cương là cần phải cương, mà lúc nào nhu là cần phải nhu. Không có thể nào mà có thể là khô máu được để mà ăn ở đâu. Cái này chưa chắc là đã ăn được ấy. Kể cả chúng ta khô máu chúng ta cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Luôn hết cái đống tiền này cũng chưa chắc đã ăn được. Đấy mà Hunter thì anh em nên nhớ nhá, là Hunter ấy, tôi nhấn mạnh một lần nữa là Hunter bây giờ nhá, là không phải là cái bộ mà chúng ta chơi ở level 9. Đấy, Hunter là một cái bộ mà chúng ta phải chơi ở level 10 và giai đoạn late game thì chúng ta mới có cửa sống đến late, sống để đến cái giai đoạn solo. Và cũng phải nhấn mạnh một lần nữa này là cái giai đoạn mà từ 20 ấy, trở về sau ấy, thì cái bọn mà Hunter này nó rất là yếu. Và cái đoạn đấy là cái đoạn mất nhiều máu nhất. Thôi xong rồi, lại gặp lại thằng này. Tất nhiên là cũng không có cái cửa gì ăn được. Anh em nhìn thấy nó có từng kia con 2 sao. Ba con 2 sao nha anh em nhá. Wing Ranger này, rồi thì con Skull Hunter, rồi súng cũng 2 sao luôn. Thế thì làm sao mà chúng ta đỡ được khi mà chúng ta mới chỉ có 3 Hunter. Đó, tuy nhiên là với một cái cách xếp đội hình này, có một con tanker phía trên này, kẹp hai con Skull Hunter, nó đã giúp cho cái hàng tanker phía trên của tôi nó câu được khá nhiều thời gian để tôi clear bớt mấy con một sao đi. Đấy, cái bọn Hunter này nó có một cái hay là cái giai đoạn đầu nó giữ máu rất là tốt. Mặc dù chúng ta chỉ có 3 Hunter thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta kẹp một cái hàng phía trên ấy nó đủ cứng thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái lượng mất máu rất là nhiều. Mặc dù chúng ta vẫn thua nhá. Mặc dù chúng ta vẫn thua nhưng mà chúng ta sẽ giữ được cái lượng máu. Đấy, còn hiện tại là cái đội hình này của tôi nó rất yếu rồi đấy. Hiện tại là chúng ta gặp thằng nào thua thằng đấy luôn, chưa thấy thắng một thằng nào luôn. Đấy, nhưng mà được cái là bây giờ tôi đang có một cái khoảng, tôi giữ được tiền lên là 50 tiền rồi. 50 tiền ở level 7. Đây là nó là một cái khoản tiền mà chúng ta có thể coi như là chúng ta đang eco trắng. Và chúng ta lên được cái lượng tiền này ở level 7 round 15. Đấy, 50 tiền ở round 15 level 7. Tức là chúng ta tương đương với một cái người eco trắng đấy anh em ạ. Eco trắng bản đấy. Và chúng ta đang giữ được là 72 máu. Thế là quá tuyệt vời rồi. Chỗ này là chúng ta không thể khô máu được. Đánh từ tốn thôi anh em. Rồi, chúng ta sẽ up dần nha. Lên 8 rồi sẽ lên 9. Cái bộ này này là ở sau round 20 ấy, nó phải đánh ở level 9. Đấy. Và cái bộ này mà muốn solo late game thì phải lên được level 10. Đó, rất khó chơi. Một vài cái video trước tôi đã chia sẻ anh em cái kinh nghiệm chơi ở đấy. Nhiều khi là Hunter này nó khó chơi đến cái mức mà chúng ta không thể lên nổi 10 ấy. Là cái lúc mà chúng ta sẽ phải dẫy chết để mà vào top. Rất khó khăn đấy. Bây giờ máu tôi đang tụt dần dần. Hy vọng là sau round 20 tôi vẫn còn khoảng 40 máu. Anh em ạ, chứ còn cái tầm này nhá. Gặp thằng nào cũng thua. Nhưng mà thua ấy, nhưng mà chúng ta giữ được máu đấy anh em ạ. Ở đây tôi kẹp 3 con tăng cơ phía trên. Anh em thấy là câu rất nhiều thời gian. Cái con ách nó hú được 2 lần. Sau đó đến cái úp lồng anh em thấy không?
Đấy, và trong cái khoảng thời gian úp lồng đấy là tôi tiêu diệt được một vài con nữa. Đó, quá tuyệt vời luôn. Trong này thì khả năng là cũng sẽ không thắng được đâu, nhưng mà chúng ta chỉ lọt một con thôi anh em ạ. Thế nó gọi là quá là tuyệt vời rồi. Ok, liệu rằng có thắng được không? Thắng thì nó lại càng tuyệt vời hơn. Ui rồi anh em ơi, thắng được này. Đó, anh em thấy không? Tức là chúng ta không cần phải 6 Hunter, nhưng mà chúng ta có cái hàng phía trên ấy, nó đủ thời gian để cho cái hàng phía dưới nó bắn được ấy, thì là chúng ta vẫn có thể giữ được máu anh em nhá. Mặc dù cơ hội chiến thắng nó là rất thấp. Rồi, kinh nghiệm đây anh em ạ. Kẹp thêm một con Dominator vào khác hẳn đúng không? Mặc dù chúng ta không hề kích hệ Greater, nhưng mà chúng ta vẫn có câu kéo rất nhiều thời gian trong cái việc úp lồng. Anh em ạ, úp lồng nó là 4 giây, 5 giây đấy, anh em gần 5 giây. Rồi, những cái thằng còn lại là những cái thằng mà chúng ta sẽ không mất quá nhiều máu đâu anh em. Được. Trận này hơi đen là những cái thằng mạnh nhất ấy, chúng ta đã gặp ở những cái round đầu của cái chuỗi ấy, của cái vòng lặp thứ hai rồi. Đấy, từ round 12 trở đi là chúng ta đã gặp rất nhiều cái thằng mạnh rồi. Nên là về sau này là những cái thằng còn lại là những cái thằng mà chúng ta thấy là nó không hề mạnh. Đấy, chúng ta có thể có khả năng ăn. Ok. Rồi, up dần rồi anh em ạ. À, lên 8 rồi, lên 9 dần rồi. Cái bộ này nó sẽ phải chơi ở 9 nha anh em nhá. Tôi giữ được cái lượng máu bây giờ là rất là perfect luôn. Cái thằng Hunter là cũng đã mất chuỗi rồi. Đó. Còn thằng Clyde thì bây giờ xanh quá. Nhưng mà Clyde trận này mà gặp Witcher thì cũng mất chuỗi thôi anh em ạ. À, trận này lên nhớ là có Witcher nhá. Witcher thì gặp cũng sẽ cắt chuỗi được cả Clyde thôi. Còn cả 9 Assassin này. Nhưng mà 9 Assassin này còn rất là mỏng. Tuy nhiên là vẫn có thể ăn được tôi, bởi vì cái hàng phía sau của tôi nó cũng mới chỉ có 3 Hunter thôi. Đấy, thằng này thì 9 Assassin nhưng mà nó toàn 1 sao, còn tôi 3 Hunter thì cũng toàn 1 sao thôi, chứ cũng chỉ có 2 con 2 sao. Đó, nên là chúng ta cũng là cái dạng bây giờ là đang yếu đấy. Rồi, up dần lên 9 thôi, sau đó chúng ta xả tiền ở 9 nhá anh em nhá. Cái thằng anh ba báo kia là nó cũng vừa mất chuỗi rồi đấy. Anh em thấy là gặp Witcher là mất chuỗi luôn. Đấy, chứ còn cũng không giữ được chuỗi lâu đâu. Trong cái lobby mà nó có cả Witcher này, có cả Clyde, có cả Hunter. Rất khó chơi ấy. Nhưng mà cái bộ Hunter này mà nếu mà lên được 10 mà ra máy bay ấy, thì coi như là ăn được hết anh em ạ. Hunter là một cái bộ rất mạnh trong thời điểm hiện tại. Nó là bộ siêu lết. Đánh đổi bằng cái việc là gì? Đánh đổi bằng việc là chúng ta sẽ phải lên level 10 và ra máy bay thì chúng ta mới mạnh. Ok. Đấy, giữ được máu khá tốt đấy. Rồi, cũng chỉ cần như thế thôi anh em ạ. 8 máu. Đó, 20 là tôi có một cái tiêu chuẩn của tôi ấy. Đó là gì? Đó là chúng ta trên 40 máu và bây giờ chúng ta giữ được 58 máu. Thế nó gọi quá là perfect rồi anh em ạ. Và bây giờ hiện tại là chúng ta có ở đây nó sẽ là 6 Hunter. Đúng là round 20 mới đủ 6 Hunter. Quá đen. Round 20 mới đủ 6 Hunter rồi đây anh em. Và round sau rồi chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ xả bài để tôi kiếm 9 Hunter đó. Các anh em mới xem tôi thì các em có thể anh em chưa biết, nhưng mà tôi cũng xin được khoe một tí. Đấy là cái bộ 9 Hunter ấy, hay là cái bộ Hunter nói chung ấy, là một trong những cái bộ thông thạo nhất của tôi. Đấy, từ trước đến nay. Nhiều anh em cứ nghĩ là những cái bộ bắn trưởng như cái bộ God hay bộ 5 rồng, hay là những cái bộ God Mate hay là Mate Shaman là những cái bộ mà tôi thông thạo nhất, nhưng mà không phải. Đấy, tôi tự cho là cái bộ Hunter mới là cái bộ mà tôi thông thạo nhất. Bởi vì từ cái bộ này tôi có thể đá sang rất nhiều lineup khác nhau. Thậm chí là ngay cả bản thân cái bộ Hunter khi mà tôi chơi ấy, nó cũng có cái sự khác biệt so với người khác rồi. Thật sự nó là một cái bộ thông thạo 10 à, rank tier S ở Tuấn Cơm ở trong cái lineup này. Ok, chúng ta sẽ đồn nha anh em nhá. Kiếm đủ 9 Hunter giai đoạn này đó. Battleman này, được. Còn 9 giây là chúng ta sẽ không kịp. Round này không kịp đâu. Tạm thời thế này đã anh em nhá. Round sau chúng ta sẽ đồn tiếp. Ok.
Ui anh em này, gần được rồi này. Có thể ăn được thằng Witcher không? Cũng hơi khó, trận này có hai thằng Witcher. Rồi, đủ 9 Hunter rồi. 8, 9, đây. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ lên dần lên 10 kẹp Battleman vào đó. Tầm này 9 Hunter là chuẩn bài giữ máu rồi nha anh em nhá. Round 22, form được 9 Hunter. Khi mà chúng ta form được 9 Hunter thì chúng ta sẽ giữ máu được đến round 26 và chúng ta có thể lên được đủ tiền lên 10. Ok, tôi sẽ lấy cái món đồ này. Tôi lúc đầu tôi phân vân là tôi có nên lấy cái ba bia không. Đấy, tôi đang phân vân. Nhưng mà tôi quyết định là tôi kích hệ lùn bằng cái việc là tí nữa tôi kiếm một máy bay. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp anh em phải hiểu là nó sẽ không ra máy bay, thì cái việc mà ghép cái hai tia nó cũng có cái lợi ích của nó. Là chúng ta có thể kích lùn trong cái trường hợp không ra máy bay thì chúng ta vẫn có thể trụ được. Đấy, cái thằng này nó cũng rất xanh nhá, nó cũng đang trên cái quá trình mà lên 10 đấy anh em ạ. 88 máu, đang rất xanh rồi. Cũng 9 Hunter và chuẩn bị lên 10. Xanh thật sự. Lúc đầu tôi không có chuỗi đâu, nhưng mà bây giờ tôi đuổi kịp với top 1 là cũng là xuất sắc rồi đấy anh em. Đấy, chúng ta đang đuổi kịp top 1 với cái lượng tiền nó là ngang nhau. Tuy nhiên là top 1 chắc chỉ ấn thêm mấy phát nữa lên được 10 thôi. Quá trình là dí thẳng lên 10 rồi. Ở trong cái trận đấu này là có 9 Assassin và có 2 Witcher. 2 Witcher, 2 Hunter. Bây giờ sợ nhất là thằng Sin đấy anh em. Thằng Assassin mà nó bay xuống phía dưới mà nó gặt thì khả năng là mất rất nhiều máu. Witcher thì không sợ lắm. Witcher này thì không sợ. Witcher này thì tôi có thể tự tin là 9 Hunter vẫn có thể là đấm được. Đó, 9 Hunter đấm được. Cái giai đoạn này nếu mà phong đủ 9 Hunter thì đấm được cái bộ này. Đấy, ok. Và chúng ta đã nó đúng cái nó gọi là gì, timing chuẩn rao rồi anh em ạ. Timing chuẩn line up, chuẩn rao, chuẩn sức mạnh đội hình để giữ máu. Và cái tầm này tôi không làm gì cả, tôi vẫn có thể giữ ở top 3 nha anh em nhá. Tôi sẽ không làm gì hết đâu. Tầm này có thể nhìn thấy là anh ba báo đã khả năng là lên được 12 rồi này. Bây giờ đang rất mạnh. Tôi vẫn không hiểu tại sao nhà Witcher nhiều như thế mà anh ba báo có thể lên được level 11 rồi. Và đang trong quá trình lên được 12 đấy. Mà cái bộ đấy lên 12 thì nó sẽ rất là mạnh đấy. Khả năng là vì cái con LC này này, nó có cái blink và nó tiếp cận được cái hàng đằng sau rất sớm. Rất khỏe luôn. Thôi xong rồi. Lại có chuối anh em ạ, chuối cộng 5. Rất xanh đến từ nhà Clyde. Một người đã phải bay màu rồi, chính là cái người chơi Assassin. Assassin đã bay màu rồi, thế nên là bây giờ chúng ta không phải lo lắng về cái việc là bị Assassin bớ vào hàng đằng sau. An tâm rồi. An tâm rồi nha anh em nhá, tức là sẽ không bị bớ sau nữa. Tuy nhiên là cái con ngựa của cái ông anh ba báo kia thì lại có cái blink nên là vẫn bị bớ sau bởi cái con ngựa đấy. Thế nên có thể là cái con co tí nữa chúng ta sẽ phải nhấc lên một chút, nó không để ở hàng dưới cùng. Xếp đội hình nó cũng rất là quan trọng. Trong cái mũi rao chúng ta sẽ có thể là giữ được cái lượng máu nhờ cái việc xếp đội hình đấy anh em. Quan trọng lắm. Để xem mà gặp đối thủ nào thì chúng ta sẽ xếp đội hình ở counter. Tính toán thật là cẩn thận. Bây giờ còn khoảng 2 round nữa để tính toán. Đến round thứ 28. Đó, lên 10 đó. Xả hết tiền luôn anh em nhá. Line up chưa ở level 10. Chúng ta đã lên được 10. Bây giờ chỉ còn con máy bay thôi anh em ạ. Ui ôi, ra linh hồn ánh sáng này. Nhưng mà thôi, không lấy đâu. Tí nữa lấy con máy bay thôi anh em ạ. Bây giờ chơi tạm con Battleman. Chơi tạm, tí nữa ra máy bay thay Battleman ra. Tầm này cũng chưa có Medusa 2 sao. Nhưng mà tôi sẽ không đập trứng này cho Medusa anh em nhé. Còn một con nữa thì bây giờ lên 10 nó dễ dàng lắm. Nó không cần thiết là phải đập cái con đấy. Để con cung đen vẫn là gánh tốt. Con cung đen là một cái con đam rất to. Dồn cái lượng đam cho nó cũng được. Chứ không nhất thiết là cứ phải là Medusa, cứ phải Siren.
mập à? Không sao, thằng này có thể là sẽ vẫn ăn được đấy. Vẫn ăn được đấy, anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Ok không? Chỉ Hunter bây giờ gặp Witcher thì vẫn có thể ăn được. Tí nữa thì mới sợ thôi. Tí nữa khi mà Witcher, khu là Witcher lên được 3 sao thì mới sợ. Tầm này vẫn chưa sợ đâu. Ok, chúng ta sẽ tắt bớt nha. Nhưng cái con nào lên được 2 sao mà chúng ta phải lấy thêm ở trong cái cửa hàng mở rộng thì chúng ta sẽ bỏ đi để cho dễ ra những cái con còn lại hơn. Bây giờ cái mục tiêu quan trọng nhất đấy chính là roll ra được cái con Medusa lên được 2 sao. Tầm này Medusa lên được 2 sao nó là cái ưu tiên hàng đầu anh em nhé. Kinh nghiệm của tôi là sau round 28 ấy, sau 28, 29 là bắt đầu là cái con co 4 đô của anh em phải lên được 2 sao. Hoặc cái con co 2 đô của anh em phải lên 3 sao thì cái lúc đấy anh em mới giữ được máu. Còn nếu mà hai con đấy mà một trong hai con chưa lên được 2 sao ấy thì khả năng là lúc đấy nó toang rất cao ấy nhá. Đấy, cái timing là thường nó sẽ là như thế. Tất nhiên cũng sẽ có những cái trường hợp khác thì anh em phải xem theo dõi ở những cái người chơi ở trong cùng với cả cái trận đấu của mình để đánh giá cho nó gọi là chuẩn. Đấy, như bây giờ là bắt lạt rồi này. Thấy chưa? 9 máu nhá. Vậy chúng ta còn 35 máu. 35 máu đấy anh em ạ. Rất căng. Phải roll hết tiền không? Không ra này. Đen không? Nhìn thấy thôi, sắp đi ở đây anh em ạ. Cái tầm này là bọn nó xả hết tiền rồi nên bài của bọn nó đã rất mạnh rồi. Và chúng ta còn có 35 máu thôi. 2 round nữa, nếu mà mỗi round để 20 máu là đi luôn đấy. Tức là chúng ta 28 mà 29 mà nói chung là nếu mà đen ấy, bên 29 là có thể là đi. Bởi vì tôi nói rồi, sau round 28 ấy, cái bốc 28 này nó quan trọng lắm. Nếu mà sau round 28 nhá, mà nếu mà anh em để đẩy mỗi round 20 máu là chắc chắn là sẽ đi sớm. Rất là căng thẳng luôn anh em ạ. Sợ thật sự, Medu không một lên 2 sao thì đánh kiểu gì á. Khó thật đấy. Gặp thằng này mất cũng phải khá khá máu luôn. Ơ được không? Vớ vẩn ăn được đấy. Ừ được anh em ơi, ui may quá. Ăn được cái thằng Clyde. Nhưng mà thằng Clyde này là thằng Clyde yếu. Có cái thằng kia cơ. Cái thằng kia lên được 11, 12 thì thằng đấy nó mới là kinh khủng. Ui lên được 12 rồi anh em ạ. Vãi đài. Thế thì thôi chết rồi. Clyde lên được 12 thì có rất nhiều bộ có thể là xoay chuyển tình hình nha anh em nhá. Ví dụ như 6 Glacier, 6 Clyde xong kẹp với Kira chẳng hạn. Trời ơi, cái bộ đấy nó sổ vào thì ăn cái kiểu gì. Khó nhờ. Cho Siren cầm đồ đi, cho rồi. Đấy, cho rồi gì nữa. Siren cầm đồ đây còn gì nữa. À không phải bảo tôi. À, bảo mập à. Tôi lại tưởng bảo tôi. Thật sự là mình lên được 2 sao được không? Cái ông béo bảo ông mập ạ. Dã man. Một ông tên là Báo chị ạ, béo chỉ cho ông mập chơi. Tầm này chưa có tên Sulami, gặp cái quả Witcher này là hơi sợ nhá anh em nhá. Witcher này là hơi sợ đấy. Ok ạ, vẫn ăn được này. Gần ăn được thôi, không ăn được. Nhìn thấy đó. Ơ ăn được luôn này. Ôi giời ảo thật đấy. Chị Hunter vẫn ăn được. Ok, rồi bỏ này đi. Vãi cứt súng 3 là sao? Súng 3 gì kìa? Súng 3. Xong à? Ra là con súng 3. Căng đấy nhỉ? Người ra súng 3 chính là cái người đang có chuôi đấy anh em. Go River. Ra là con súng 3. Dã man thật. Cái kiểu gì đấy rồi ăn được đây. Chơi trùng bộ bài của tôi bây giờ nó còn không ra đây này. Bây giờ cái con co 2 sao nó còn chưa ra. Nữa là một cái con 3 sao. Chết rồi. Ui mẹ nó ra cả máy bay nữa anh em ơi. Thế thì chết rồi. Ra máy bay ơi, chịu luôn. Súng 3 sao ra cả máy bay ơi, đỡ tí heo được mà. Hết cửa rồi anh em ạ, bít cửa rồi.
Trận này mà tôi không đập trứng cái quả này thì khả năng là tôi bay màu cao. Nên là thôi anh em nhé, chúng ta phải pha này chúng ta phải đánh phải đập trứng thôi. Nếu mà muốn vào top ấy thì round này phải đập trứng cho cả hai con. Không đánh được bằng máy bay rồi anh em ạ, hết cửa. Thậm chí là chúng ta bây giờ chúng ta còn chưa ra con máy bay nào, trong khi đối thủ hiện tại là đã có là gì, là một quả trứng và một con máy bay ở đây anh em. Tức là nếu mà bây giờ mà máy bay mà ra thêm nhá, là coi như là máy bay lên được 2 sao đấy anh em ạ. Chúng ta phải chơi theo kiểu như này thôi anh em. Đấy, chơi theo kiểu một cái người có kinh nghiệm. Tôi nói rồi, cái bộ Hunter là cái bộ mà thông thạo 10 của tôi. Thế nên là mặc dù là chúng ta có thể chúng ta đang yếu hơn ấy, nhưng mà nó không phải cái vấn đề đối với tôi đâu anh em ạ. Chúng ta vẫn có thể counter bằng việc xếp đội hình. Đấy, tôi đã nói với anh em rất nhiều rồi, cái việc xếp đội hình ấy là một trong những cái mà chúng ta ảnh hưởng đến tận 40% của chiến thắng và giai đoạn late game. Đấy, còn cái việc chọn đội hình thì nó sẽ ảnh hưởng 60%. Việc chọn đội hình rất quan trọng. Hiện tại chúng ta chọn ấy là nó là cũng gọi là đúng rồi đấy, chứ nó cũng không sai đâu. Chẳng qua nó không ra con máy bay đâu. Nó chưa ra Tsunami và nó chưa ra máy bay đâu. Đấy, còn nếu mà chúng ta nói là chọn đúng hay không thì nó cũng vẫn đang đúng đấy anh em, nó chưa sai đâu. Ok chưa ạ? Ok chưa bạn ơi? Bạn có Blink đúng không? Ủa, mạnh quá. Không được anh em ạ, thằng này nó lên được 12, 6 Glacier, 6 Clay rồi, không ăn được. Từ từ đã, bình tĩnh. Chúng ta phải có Tsunami chúng ta mới ăn được. Bây giờ phải có Tsu. Và chúng ta xếp những cái con mà tôi đang xếp ấy là nó chưa phải là nó counter vào Clay anh em ạ. Cái đội hình mà tôi đang xếp là nó đang counter vào cái thằng đang có chuỗi ấy. Đấy. Anh em thấy xếp lạ không? Xếp Hunter không bao giờ xếp cái này đúng không? Hunter không được xếp lần này, nhưng mà tại sao Tuấn Cơm lại xếp như này? Đấy, đấy nó thể hiện là cái gì? Cái sự thông thạo 10. Cái lineup TRS thông thạo nhất của Tuấn Cơm. Còn tại sao lại như thế thì hồi sau anh em sẽ rõ nhá. Tất nhiên là xếp như này thì chúng ta không thắng ở đâu. Đây gặp rồi này, không thắng được bởi vì làm sao? Đối thủ máy bay 2 sao, đấy, súng 3. Chưa tính là có Tsunami. Đấy, và anh em bảo là tôi thắng thì tôi không thắng được, nhưng mà tôi giữ được cái lượng máu. Anh em thấy không? Đó, lọt hai con thôi. Đây nó gọi là dãy chết anh em ạ. Chứ bây giờ mà tôi xếp như là thông thường đây là tôi toang đấy anh em. Bắt buộc phải xếp như này. Chờ thời thôi anh em ạ, chờ thôi. Bây giờ chỉ có chờ máy bay ra này, chờ Tsunami ra lật kèo. Chúng ta cố gắng chúng ta sống sót đến cái giây phút đấy nha anh em nhá. Và để sống sót được đến cái giai đoạn mà chúng ta có thể ra được con máy bay ấy, thì chỉ còn cái cách này thôi anh em ạ. Xếp bài dễ chết. Xếp bài dễ chết là cái mà chúng ta có thể làm được. Còn chúng ta không thể làm được cái điều khác rồi. Chuyển bài để counter thì không thể rồi nha anh em nhá. Hết tiền rồi, hết lực rồi. Cái duy nhất chúng ta có thể dễ được thì chính là chúng ta xếp bài. Xếp làm nào khéo nhất có thể anh em nhá. Ok, rồi bạn ơi. Đấy, dòng xuống dưới counter đã tăng được khá khá cái vết chém. Sau đó chúng ta có thể đứng ở đây, chúng ta bắn thêm được một vài phát giữ máu. Đấy, mặc dù là vẫn thua. Nhưng mà sắp chết rồi anh em ạ. Vãi đái. Nó thậm chí là cái thằng anh ba báo luôn, cắt chuôi được của cái thằng Gloriver. Anh em phải không? Rồi, kiếm một Tsu đã anh em ơi. Sắp đi rồi. Không có luôn. Không có luôn. Rao này đi à? Rao này là chúng ta sẽ gặp là Hunter. Nếu mà lọt hai con thì cũng vẫn chưa đi, vẫn sống ở đến rao 35 đấy anh em. Có đồ. Từ từ bình tĩnh. Phải dãy chết ở đến rao 35 nhá anh em nhá. Đến 35 có đồ thì nó sẽ khác. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Phải sống được đến rao 35. Rao này chúng ta xếp lại một chút bởi vì chúng ta gặp Hunter. Ok. Được rồi bạn ơi, máy bay, mày chết chưa, mày hack rồi kìa, hack con máy bay rồi, hack được chú con máy bay, ok, nhưng mà, đây là cái bóng anh em ạ, không phải là người thật, ui ôi, cái quả vừa rồi mà nó đẩy, chắc thằng đấy nó cũng phải giật mình đấy, đẩy hơi bị nhiều luôn đấy, rơi vào đâu đấy, tầm gần 30 máu đi cũng không ít đâu anh em ơi, nhưng mà rất tiếc, đây, đấy là cái bóng anh em ạ.
Vớ vẩn nếu mà tôi đẩy được chết cái thằng đấy nhá. Đi trước nhá là tôi top 2 đấy. Ờ cũng chưa biết thế nào đâu. Máy bay 2 mà to à, máy bay 2 mà to à. Tôi nói rồi, thông thạo 10 nó khác. Anh em ơi, thông thạo 10 nó khác. Dồn đồ cho máy bay chỉ có chết với tôi. Thằng đấy mà nó khôn ấy, nó dồn đồ cho con khác ấy, nó còn sống. Tôi đã tìm ra cái điểm yếu mà nói chung ấy là chỉ có những cái người mà thông thạo 10 cái bộ này thì mới có thể tìm ra cái điểm yếu. Hunter kẹp máy bay thôi anh em ạ. À, có một cái điểm yếu chí mạng của con máy bay. Anh em có tin không? Có một cái điểm yếu chí mạng mà khi mà dồn đồ cho máy bay thì chỉ có chết thôi. Đấy. Chỉ có những cái người mà thông thạo 10 mới có thể hiểu được tôi đang làm cái gì. Ok. Anh em thấy sếp không? Lại dâng mẹ hết lên. Đây rồi, Tsunami. Lần này gặp tiếp Groliver nhá. Thằng Groliver ấy, cái round vừa rồi ấy, nó có để ý tôi đấy anh em ạ. Nó sẽ để ý là tại sao cái round vừa rồi ấy, nó lại mất nhiều máu đến như thế. Không biết cái thằng Hunter có nhận ra điều đấy không này. Còn phải xem đã. Hy vọng là nó không nhận ra tôi đẩy một phát nhiều máu luôn anh em ạ. Phải có một cái cú bất ngờ như thế thì chúng ta mới lật được lên top 2. Khó đấy. Được không bạn ơi? Mày chết, con máy bay dính khống chế rồi. Xong rồi, 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 xong rồi. Xong rồi. Hay quá bạn ơi. Úi dồi ôi, đẩy nhiều luôn. Không nhiều bằng vừa lấy. Cái nào này chỉ có 16 máu. Anh em thấy dễ chết hay không? Tất cả là nhiều sức bài đấy anh em ạ. Thấy không? Nó là kinh nghiệm rồi anh em ơi, kinh nghiệm xếp bài đấy. Nhờ có cái kinh nghiệm này mà tôi đã sống sót không biết bao nhiêu trận để tôi giành top 1 tôi lên clip cho anh em. Mà nhất là đây nó là cái bộ mà thông thạo 10 của tôi. Tôi phải nói là lâu rồi tôi mới chơi cái bộ này lên clip, nhưng mà ở trong rank tôi chơi rất nhiều. Trong rank tôi chơi Hunter rất nhiều, tôi gần như là tôi thông thạo tất cả các thể loại xếp đội hình để counter vào đối thủ, kể cả là những cái thằng chơi Hunter cùng với tôi luôn. Đấy, khác nhau ở xếp đội hình thôi anh em ạ. Ok. Nên nhớ là tôi cực kỳ thông đạo nên là bây giờ ấy, thậm chí là Clay nó còn không ăn được tôi. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Xếp đội hình quan trọng lắm. Nó gọi là mắc binh rồi. Round này chúng ta sẽ gặp lại Clay lần nữa. Đấy. Round chúng ta gặp lại Clay lần nữa và chúng ta vẫn có thể sẽ ăn được nhờ cái việc xếp bài như này. Đó. Sau cái thằng Clay, tiếp theo chúng ta sẽ gặp cái thằng Hunter. Đấy, và cái round này tôi bây giờ tôi mạnh hơn nhiều so với cả cái round trước. Anh em thấy là tôi ra Tsunami là nó đã khác hẳn rồi đấy. Anh em ạ, ra con Tsu là nó khác hẳn rồi. Thậm chí chúng ta còn không cần máy bay. Đối thủ máy bay 2 sao nhá, kích được cả lùn. Máy bay 2 sao này. Rồi gì nữa? Rồi là có súng 3 sao, Tsunami. Có luôn cả Siren, nói chung là full bộ rồi, rất xanh luôn. Nhưng bây giờ gặp tôi vẫn thua như thường. Anh em thấy không? Thậm chí là bây giờ tôi còn đẩy chết tầng Clay level 12 luôn kìa. Đập chết luôn, đập một phát round vừa rồi đập cả hai thằng luôn. Lật kèo nó cứ phải gọi là mãn của nhà bà nhãn luôn. Tôi nói thật với anh em, không có mấy khi được những cái trận đấu như này đâu anh em ạ. Để mà thể hiện trình độ. Đối thủ nó còn mắc binh luôn. Đấy anh em thấy không? Anh em, anh ba báo phải hay quá kìa. Anh em thấy không? Đối thủ mắc binh, súng 3 máy bay 2 sao. Bây giờ khôn ở đấy, dồn đồ cho súng rồi anh em ạ, khôn phết. Có lý do tại làm sao mà lại không dồn đồ cho máy bay. Cái này thì thôi, cứ để cho các anh em mà thông thạo 10 anh em trình bày nha anh em nhá. Đấy, anh em nào mà anh em trình bày anh em có thể... À không, nó dồn đồ cho Midu. Bây giờ nó dồn đồ cho Midusa anh em ạ. Ui dồi ôi, nhưng mà vẫn không ăn được cơ. Ồ. Trời ơi, anh em thấy không? Tôi dí toàn bộ đội hình dàn hàng ngang luôn đây này để chơi này. Rồi. Chát tí nhá. Chát tí. Máy bay 2 mà thua. Máy bay 2 sao mà thua. Có clip thì đương nhiên là sẽ có clip. Clip thì nó cũng đơn giản thôi mà anh em, có gì đâu. Vấn đề là nó là siêu phẩm. Đương nhiên nó sẽ là một cái clip siêu phẩm rồi. Tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần mới ra rồi. Không thể nào có thể trượt được. Quá căng. Đối thủ mắc binh vẫn thua. Thôi xong rồi.
xong. Kỳ chỉ mạng ở đấy, kỳ chỉ mạng ở đấy, khó xong rồi. Đây rồi. Nếu khoảng cách của chúng ta là 10 bước thì tôi đến bạn cũng sẽ là 10 bước. Ok, xong rồi đấy anh em ơi. Vừa lấy nha là còn thua thôi, chứ còn bây giờ là áp con nhà bà đảo luôn. Thật sự là như thế luôn anh em ạ. Bây giờ nó là áp đảo đấy, còn lý do thì làm sao. Đối thủ không phải là ngu đâu anh em ơi. Đối thủ khôn lắm đấy, đối thủ nhận ra cái điều đấy từ lâu rồi. Đối thủ đã nhận ra. Đối thủ đổi không biết bao nhiêu cái món đồ cho xung quanh là ba con máy bay này, con súng và con Medu. Anh em cứ để ý mà xem, ba con nó thay nhau cầm đồ đấy anh em. Nhưng mà chưa có round nào ăn được tôi. Anh em biết lý do tại sao. Và bây giờ nhá, đối thủ không dám nhét đồ cho con máy bay luôn. Không dám nhét đồ luôn mà. Không dám nhét đồ cho máy bay luôn. Đấy. Thôi cái này xin được hỏi các anh em mà gọi là thông thạo người vụ này. Xong rồi. Thậm chí đối thủ nhá, nó rất khôn luôn. Đấy là luôn chuyển cái con súng đến vị trí con súng ấy, là cái con co cầm đồ ấy, ở cái dây cuối là tôi không bắt được. Và anh em không biết không, thì là tôi luôn là bắt con súng ấy, tôi luôn bắt con súng luôn. Tôi không thèm quan tâm đến con máy bay nó đứng ở vị trí nào. Tôi không thèm quan tâm đến con Medu ở vị trí nào, tôi chỉ bắt con súng thôi. Mày lé con súng đi, thấy chưa anh em, thấy chưa? Khôn chưa? Đấy, cái người thông thạo người ta hiểu nhau lắm anh em ạ. Nhưng mà thôi chết rồi, rào này đẩy sấp mặt luôn. Trời ơi, nó gọi là CS mà. Thông thạo lắm anh em ạ. Đỡ làm sao. Trận này nói chung ấy là kỹ lặng, kỹ lặng nhiều. Xếp bài, kỹ lặng xếp bài quan trọng thật sự. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Con Medusa 3 sao ở trong bộ Glacier nó mạnh đến cái cỡ như nào. Nó đấm những cái bộ Witcher như con luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu phẩm không gian tĩnh lặng nha anh em nhá. Một trong những cái siêu phẩm hay nhất của tháng 11. Siêu phẩm thứ 6, tối thứ 6 tuần này. Hay lắm anh em xem đi. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!